Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại channel của mình. Thời tiết hiện tại bên Hawaii của mình á, là mùa đông thì nó cũng hơi mát, mà nhưng mình thì mình chịu lạnh không có được, nên nó là so với cái nhiệt độ thì mình cảm thấy mình lạnh. Rồi khi mà mình ngủ á, mình nằm ngủ không có đúng cái tư thế. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mình nằm mình hay co cái người mình lại á, mình nằm nghiêng ấy, mình co người lại rồi mình nằm cái gối nó không có thẳng á. Cái cổ của mình nó bị giống như bị trật đằng cổ vậy đó. Và mình tự chữa ở nhà và nó hết ngay tại chỗ luôn, là nó không có làm cho các bạn bị khó chịu gì hết á. Và cái cách này của mình chia sẻ thì sẽ giúp được luôn cho những bạn mà giống như mà đau cần cổ, mà bị mỏi cần cổ lâu năm á, cứng cần cổ, hoặc là các bạn bị đau mà cảm giác như là ngứa, giống như là kim chích ngứa luôn vậy đó, mà đảm bảo các bạn là sẽ hết, dù các bạn bị lâu năm mà làm thì sẽ có kết quả ngay tại chỗ liền. Vì hồi xưa mình đi học rồi mình đi làm mà nó dạng như nó không có đúng cái tư thế á, nên nó cái cẳng cổ của mình nó bị đau dữ lắm các bạn. Đó. Nên mình đã đi lên mạng, mình tìm tòi, mình học hỏi, thì mình rút ra được khi mà mình học theo ở trên mạng á, rồi mình về mình làm thử của mình thì mình thấy có tác dụng, nên mình thấy hay quá, mình muốn chia sẻ lại cho các bạn biết. Và sau đây thì các bạn sẽ làm theo mình ha. Bây giờ là cái tay của các bạn nè, cái tay của các bạn thì các bạn ngóc cái tay lên, ngóc cái cổ tay các bạn lên như gì nè, ngóc lên. Cái này á, cái này là mình tự chữa cho mình luôn, chứ không cần người khác chữa cho mình, không cần ai hết. Nên á, các bạn tự làm. Các bạn ngóc vùng cổ lên vậy nè. Khi mà các bạn bị đau, giống như bị đau chặt vùng cổ, để mình buộc tóc lên đó. Bác con trên giường mà. Các bạn ngóc cái đằng cổ các bạn lên gì nè, thì cái hai bên cái cọng gân cổ của các bạn á, hai bên cái cọng gân cổ của các bạn, các bạn hình dung như cái này là cái đầu của các bạn nè, rồi ở ngoài cái này là cái đầu của các bạn nè, còn ở ngoài này là giống như cái cần cổ của các bạn, còn ở phần ở dưới này là kể như là cái lưng của các bạn đi. Các bạn giống như là các bạn tưởng tượng ra được cái hình giống như là đồng ứng với cái là cần cổ, cái đầu của các bạn là nó như gì nè. Đó, các bạn hiểu ý mình nói ha. Rồi khi các bạn làm á, các bạn cũng để cái cổ tay các bạn ngẩng lên gì nè, chứ không có để thẳng. Bây giờ cái tay mình nó thẳng gì nè, bạn phải để thẳng lên vậy nè, thẳng lên vậy đó. Xong rồi hai bên cái đây nè, các bạn thấy không, hai bên đây là các bạn cứ hình dung ra là hai bên cái cần cổ của mình đó. Các bạn hình dung ra chưa, tại mình không có vẽ ra được ha. Thí dụ như giờ cái cổ mình ở đây là dài xuống gì nè ha, thì bây giờ cái cổ mình tưởng tượng của hai bên cái cọng gân cổ mình hai bên đây nè, thì các bạn nào mà bị trật, giống như là mình có cảm giác như ngủ sai tư thế, nó rất là đau cái cần cổ, mà nó cảm giác như là nó
trẻo hay nó gì nó đau lắm. Mà nếu như các bạn có người nhà thì cạo gió thì quả mai thì nó bớt, hoặc là giác hơi giác gió thì nó đỡ. Còn riêng mình á, thì mình không có ai á, chồng mình thì đi làm suốt người tới chiều tối về, còn mình á, nhiều khi mình bị ở nhà thì mình tự mình làm đâu được đâu, nên mình học, nên mình tự mình chữa mình đó. Thì mình học theo cái kiểu đồng ứng á, đồng ứng á, nên á, mình tưởng tượng như cái này là cái đầu và đây là cái cần cổ, cái hai cọng gân của mình nè. Rồi các bạn á ha, mình để như vậy cho các bạn thấy. Rồi họ làm thì mình, các bạn lấy cái tay, cái ngón phao này nè, cái phao thịt này của các bạn nè, các bạn vuốt. Vuốt là các bạn vuốt từ ở trên đầu, là mình ở đây mình nghĩ thì mình nhìn nó, mình tưởng tượng nó như là cái đầu đi. Thì từ đây nè các bạn vuốt xuống, vuốt xuống, vuốt xuống đó, vuốt theo mình như nè đó nè, các bạn vuốt theo mình như nè, vuốt xuống đó ha. Mà các bạn phải ngóc lên nha đó, là ngóc lên như nè nha. Đó. Các bạn vuốt 7 lần. 4, 5, 6, 7. Khi mà các bạn đau á, thì các bạn vuốt nó đau mà nó thốn dữ lắm, nó đau thốn luôn đó. Thì các bạn ráng, mà các bạn đừng có gồng, các bạn gán, các bạn vuốt gì nè. Xong rồi nếu như mà cái đường bên đây nè mà nó không có đau thì các bạn vuốt qua cái đường bên này, cái gân bên này đó, vuốt xuống đó, vuốt xuống gì đó 7 lần cho mình. Mà nó đau á ha, là cái này của bạn nó đang bị đau á. Mà khi các bạn mà vuốt mà các bạn cảm thấy nó đau á ha, rồi xong rồi các bạn cảm nhận lại ở trên cần cổ của các bạn là nó tự biến mất luôn. Nó đau ở đây là nó tự biến mất ở đây luôn nè. Đó, các bạn hiểu mình ý mình nói không? Đó, các bạn vuốt. Các bạn vuốt xuống cho mình. Còn nếu như mà hai bên này mà các bạn vuốt không đau á, thì các bạn vuốt qua cái đường bên này cho mình, cái đường ngón cái của mình bên này nè. Đó, các bạn nắm lại nó. Nắm lại nè, nó nắm lại nó đây nè, cái đường đây nè, từ đây xuống bàn vuốt xuống đây nè. Đó. Nè, mình đang bị đau mình vuốt cái nó đỏ liền nè. Nó đỏ liền thì cái cảm giác của mình ở đây nó rất là nhẹ và hết luôn á. Hết luôn á. Nó hết hẳn luôn á. Nó rất là hay các bạn. Mà khi mà các bạn vuốt xong bên này rồi bắt đầu bắt cặp các bạn làm bên này. Ví dụ như làm bên nào trước cũng được, mà như các bạn vuốt có nhiều khi á, một bên này các bạn vuốt nó không có đau mà qua tay bên này các bạn vuốt đau, thì các bạn vuốt bên này cho mình đó. Rồi xong rồi các bạn qua bên này các bạn vuốt nè, ý nó đau, nó ngộ vậy đó. Đầu tiên các bạn vuốt bên này nó không có đau, các bạn qua bên này nó vuốt đau, nó nhút đau. Xong mới tới chừng các bạn qua bên này các bạn vuốt lại, nó đau kinh khủng luôn á, nó đau nha. Mà ở trên cổ các bạn hết liền, đảm bảo các bạn là hết liền, tại mình làm rồi, mình làm thường xuyên lắm. Ví dụ như mà mình ngủ mà mình nằm co hay là lăn lộn á, nửa đêm mình lăn lộn mình đâu có biết đâu, là bắt đầu là sáng dậy là mình bị đơ đần cổ hay bị đau đần cổ là mình biết liền. Đó, nó hay như vậy đó. Nó hay lắm các bạn. Rồi bắt đầu ha, các bạn làm. Rồi các bạn chia ra, ví dụ như khoảng 3 tiếng, 4 tiếng các bạn rảnh đó, các bạn vuốt lần nữa. Các bạn cứ rảnh các bạn vuốt hai cái đường này cho mình. Đó. Giống như là các bạn uống thuốc, một ngày uống 3 cử, một cử 7 viên. Là các bạn làm một lần là một lần vuốt vậy là 7 lần, mà làm ngày 3 lần cho mình cách chia đều ra vậy đó, là đảm bảo các bạn hết. Còn về cái vấn đề mà các bạn
bị mỏi cần cổ, mà cần cổ của các bạn nó cứng á, nó cứng nó mỏi mà giống như là người ta nói bị cái gì thoái hóa đốt sống cổ á, nó đau lắm các bạn, nó đau mà cảm giác như là các bạn cứ cạo gió hoài mà không hết, hoặc là các bạn cứ mỏi cần cổ mà có nhiều bạn mà mình thấy xoay mà kêu rất 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 luôn á, mình đó mình làm không được, mà nhưng mình mỏi, mình có mỏi nha, mỏi và sau đó là mình bị giống như là cạo gió mà cạo không hết, cái nó mỏi nó đau mà nó làm cho mình ngứa luôn á, ngứa giống như là kim hay là con kiến gì nó chích vô cái cổ mình vậy đó, nó ngứa mà các bạn biết á hả, cái thời gian đó đó cái móng tay của mình nè, mình bấm vô ngay cái xương á, ngay cổng xương cổ chính giữa cái đường xương cổ mình nè, à, mình bấm vô hả mà nó đau mà nó đã ngứa, nó đau mà nó đã ngứa, là các bạn nghĩ đi, mình nghĩ giống như là cái thịt mình nó bị thối gì vậy đó trời, giống như cái trong xương trong gì nó bị thối, mà mình đi khám bác sĩ thì nó không có ra bệnh, bác sĩ khám không có ra bệnh. Là mình khám lâu rồi, ở mình khám bên Việt Nam á, nó không có ra bệnh. Rồi mình cũng không biết sao mà nó cứ đau, cứ mỏi gì nè, cũng không biết đường đâu mà mình gờ nữa trời. Trị hoài, uống thuốc hoài luôn mà không hết ha. Mà cứng, mình cổ dữ lắm, mỏi ơi là mỏi vậy đó. Mỏi ơi là mỏi luôn, mình không biết sao. Rồi bắt đầu mình cũng tìm hiểu, mình coi ở trên mạng học đó. Nếu mình mèo con đâu, mình lên mạng á, mình coi mình tìm hiểu á, thì mình mới học theo, và thì nó cũng chung với cái phần cổ này, mà nhưng á ra được cái bệnh của mình là nó nằm ngay đây nè các bạn. Thay vì hồi nãy á mình nói á là cái đầu mình, cái cổ mình nó ngóc lên như gì nè, thì hai cái cọng gân cổ mình nó nằm ở đây, nó xuống đây là cái vai của mình nè ha. Còn bây giờ mình đau ngay cái chính giữa, mình đau ngay cái chính giữa của cái xương cổ của mình, là nó nằm ngay chính giữa đây nè. Đó, nó nằm ngay chính giữa đây nè. Thì bây giờ các bạn muốn trị cái này thì các bạn cũng làm y vậy đó. Mà nhưng các bạn vuốt ngay chính giữa cho mình. Mà mình nói hả, cái bệnh này á, mà bạn nào mà bị bệnh giống như mình á ha, mình đảm bảo các bạn, các bạn ngóc cái đầu lên, ngóc cái cổ tay lên như gì nè, mà các bạn vuốt xuống từ đây, vuốt xuống ha, ngay chỗ này ra nè, mình nói ngay chỗ này ra nè, các bạn thấy cái thịt của mình nó dồn lên không, nó mềm thấy không. Còn các bạn mà bị bệnh đúng như bệnh của mình đó ha, từ đây nè các bạn hả, nó cứng ngắc luôn, nó cứng ngắc luôn vậy đó ha. Mà các bạn á, ngóc lên như gì mới được nghe, ngóc lên nè, các bạn vuốt đây coi trụ, nó cứng mà nó đau, không phải nói với các bạn chứ các bạn tè ra quần luôn đó, nó đau á. Mà hồi đó mình mới á là trụ, nó đau mà tới nỗi mà các bạn vuốt cũng vuốt 7 lần cho mình nha, mà nó đau á hả, các bạn biết á hả, vuốt được lần một lần đầu thôi, được 7 lần là bắt đầu lần thứ hai các bạn không dám vuốt, nó đau á các bạn, nó đau ơi là đau luôn. Mà mình nói các bạn á, bệnh mà mình đâu có muốn trong người mình nó bệnh đâu, nên á các bạn phải gán, mình cũng gán, cũng cố gắng lắm, thì á các bạn đau mình trị cái này là tự động máu huyết của mình nó lưu thông và nó sẽ hết bệnh, là các bạn không dùng một cái viên thuốc nào hết, dù thuốc tây hay thuốc bắc thuốc nam gì là mình không có dùng luôn á, thì các bạn chỉ có làm như vậy với cho mình thôi. Các bạn vuốt từ đây vuốt xuống 7 lần, 1 2 3 4 5 6
7 đó, xong rồi các bạn vuốt ra cho nó đi ra đó. Mà ai mà có bệnh nó vuốt đau lắm. Còn đó, lúc trước mình nó đau lắm, mà giờ mình hết đau rồi, mình đỡ rồi. Xong rồi các bạn vuốt qua bên đây 7 lần cho mình. Cũng vậy đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, các bạn vuốt như vậy đó. Rồi xong rồi các bạn vuốt cho nó đi ra. Các bạn biết hả? Các bạn gán nha. Mình nói nếu mà các bạn nào mà bệnh giống như mình vậy đó ha, là mình đảm bảo các bạn sẽ đau. Đau lắm. Mình vuốt, mình vuốt là theo cái lực của cái tay mình và cơ thể của mình cảm nhận. Ví dụ như bây giờ ở đây bạn vuốt đau quá. Ủa mà sao này nó cứng, này nó cứng nha, cứng mà nó đau quá. Thì các bạn vuốt nhẹ lại. Mà tuyệt đối các bạn làm những cái này là không được gồng. Mình không được gồng cái bản thân mình lên, mình thả lỏng ra. Mình thả lỏng cái bản thân của mình ra rồi mình vuốt. Mình vuốt nhẹ thôi đó, mình vuốt vừa phải của mình thôi. Thí dụ như bây giờ mình á, mình coi trên mạng thì ông thầy ổng dạy một lần vuốt là một lần mình vuốt gì là 7 lần như gì nè ha. Ha, 7 lần mà chia ra làm 3, giống như mình uống thuốc là 3 cử, ngày 3 cử, lần một lần một cử uống là 7 viên. Thì mình một cử mình làm là 7 lần, kể như là 3 cử. Mà nhưng nếu như các bạn nào mà chịu đau không được á, thì các bạn chia ra cho mình, thí dụ như khoảng 2 tiếng, 1 tiếng, 3 tiếng. Các bạn rảnh giờ nào, các bạn nhớ giờ nào các bạn làm. Mà mình khuyên các bạn á, là các bạn nếu mà đau quá, các bạn vẫn phải làm cho mình. Dù ít, dù nhiều, dù nhẹ, dù mạnh gì á, các bạn cứ làm. Mà tùy theo cái sức của mình chịu được á. Cái sức của mình á, giống như là mình vuốt bình thường, mình thấy chịu được. Nó đau mà nhưng mình chịu được, thì các bạn cứ vuốt cho mình. Mình đảm bảo ha, bữa nay ngày đầu tiên á, thì các bạn vuốt các bạn thấy đau lắm. Ý xong qua ngày thứ hai là các bạn đau kinh khủng luôn. Các bạn đau kinh khủng luôn, mà nhưng các bạn cảm nhận lại cái cần cổ của các bạn rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Nó đỡ liền tức khắc luôn. Ví dụ như 100% thì cũng được 50 á. 50 là cũng đỡ. Xong rồi qua ngày thứ nhì, ngày đầu bạn vuốt đau, qua ngày thứ nhì bạn vuốt nó đau dữ nữa, nhưng bạn vẫn vuốt cho mình. Bạn vuốt cho mình. Rồi xong qua tới ngày thứ ba tự nhiên nó nhẹ lại. Nó nhẹ lại. Rồi từ từ qua ngày thứ tư, thứ năm, tùy theo các bạn có làm điều hay không, có làm cho nó giống như là mình tác động vô cho nó, thì nó sẽ tự động nó tan biến. Nó tan biến mất tiêu cái cơn bệnh của mình và cơn đau của mình. Nó tự động, cái dây thần kinh nó tự động nó báo cho mình biết là tại sao mình đau như đó, là tự động nó biến mất tiêu luôn à các bạn. Mình đảm bảo với các bạn là điều đó. Tại vì chính mình bị rồi, mình biết cái cảm nhận là cái bệnh của mình nó khó chịu như thế nào. Và các bạn biết hả, nhiều khi hả, lúc trước á mình bị đau á ha, là mình đứng mình rửa chén hay mình làm gì một chút xíu rồi á, là tự nhiên cái cổ mình nó mỏi ơi là mỏi, và nó đau hai cái bả vai của mình á, cái mình làm không có được, nó đau nó mỏi lắm, khó chịu dữ lắm luôn. Mà mình làm cái này mà tan biến mất tiêu hồi nào mình không hay luôn á. Rồi sau quý mình ngủ, mình bị hay ngủ không đúng cái tư thế mình ngủ á, thì nó bị gần cổ. Và mình đã làm cái này nè, mình học theo ở trên mạng và mình vuốt hai bên đây nè, đó, bớt cái gần cổ mình hết rồi. Nhiều khi mình đứng rửa chén giờ nửa tiếng, tiếng đồng hồ mà cũng được. Hồi đó rửa chén cỡ chừng 5-10 phút, 15 phút là bắt đầu mỏi mệt, không có làm được đồ ăn gì được luôn á. Các bạn biết á, mình nói này là mình chia sẻ thật lòng, mình nói thật chứ không phải là mình nói tào lao hay là mình chỉ các bạn tào lao, không có đâu.
mình học đàng hoàng luôn á, mình học ở trên mạng của những thầy mà dạy bên viện chẩn á, viện chẩn à, họ nói là viện chẩn chứ không phải là viện chuẩn, viện chẩn á. Giờ học về đồng ứng của cơ thể của mình á, là mình tự mình chữa bệnh cho mình á các bạn. Vì á, mình nhát lắm, mình uống thuốc cũng không có được nữa. Mình uống thuốc vô á, hồi lúc nhỏ là mình đã uống thuốc không được rồi, uống thuốc vô là ói, uống thuốc vô là ói á, mà bệnh dữ lắm á, hay gì á mới uống thuốc. Còn mà bình thường á là không bao giờ mình dám uống thuốc. Bệnh cảm bệnh gì á là tự mình làm cho cơ thể mình, hoặc là mình ăn uống hay mình xong thuốc hay là cái gì cho nó hết thôi, chứ không dám uống thuốc, sợ uống thuốc là gì đó. Nên mình gán tìm tòi, mình học hỏi nên mình rút ra được những cái bài học như gì nè, và mình áp dụng cho bản thân mình đã thành công và có hiệu quả, nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn biết. Bây giờ mình nói lại cho các bạn một lần nữa để các bạn nắm ha. Ví dụ như bây giờ các bạn nằm ngủ sái cái tư thế á, thì á, hai bên cái cần cổ của bạn nó bị đau, giống như người ta nói bị giống như chọc gân á, thì á, các bạn vuốt hai bên này cho mình ha. Mà điều đặc biệt các bạn phải ngóc cái cổ tay các bạn lên nha ha. Các bạn vuốt ở đây nè, lấy cái phao thịt của mình nè vuốt. Các bạn đừng có mà làm mạnh quá, các bạn đừng có mà làm vuốt quá vuốt, thì cái da của mình nó sẽ bị trầy. Nó trầy rồi nó sẽ không còn cái nguyệt chỗ này để cho các bạn làm nữa. Các bạn cũng làm vừa phải, vừa theo cái sức của mình thôi nha, đừng có mà cố quá. Các bạn giúp 7 lần cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và bên đây cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, rồi các bạn giúp bên đây cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, là cái đó là mình chỉ giống như bị gân cổ nó chặt, nó chẹo hay nó làm gì gân cổ mình nó đau á. Còn về cái này là về cái cổ, về cái trời ơi mấy cà đó hả? Ôi con gái là con gái cái quậy lấy áo mẹ nhét ma mẹ gì thả vô nhét ma anh hai đi, nhét ma anh hai đi. Còn về cái cần cổ của mình á các bạn, cái cần cổ của mình á, mà ai mà bị cứng nè, bị đau nè, bị giống như mình á là hay bị mỏi cổ, mà mình làm tay chân á, mình làm việc bằng tay ha, là hai cái bả vai rồi cổ mình là nó cứng đơ luôn, nó mỏi ơi là mỏi luôn. Mà tới nổi cái móng tay của mình á, mình bấm vô ngay cái phần thịt, phần xương ở cổ nè, thì nó đã ngứa, nó đau, mà nó đã ngứa, nó thốn, nó đau, nó đã ngứa, mà khoái làm, thích làm luôn á, mà không biết như thế nào. Thì các bạn vuốt ở đây cho mình nha, cũng ngóc phần cổ lên này nè, các bạn vuốt, vuốt xuống cũng 7 lần cho mình. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình đảm bảo ai mà bị ha là ngay chỗ này nè các bạn, ngay cái eo này nè các bạn, ngay cái eo này nè, nó cứng đơ luôn chứ nó không có được mềm như mình đâu. Cái này là mình hết rồi nên mình nó tan rồi nè, nó mềm nè, các bạn thấy nó mềm không? Còn hồi đó hả, hồi đó mình cứng nhắc luôn á trời. Rồi bắt đầu các bạn vuốt 7 lần á, các bạn vuốt cho nó đi ra luôn ha, các bạn vuốt cho nó đi ra luôn. Bên này cũng vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn vuốt ra cho mình ha. Vậy là các bạn hiểu ha.
Đó. Mình mong là các bạn sẽ hấp bệnh, là có nhiều nhiều bạn á đi mà đi bác sĩ đi trị bệnh á không có hết cũng thấy tội lắm. Và cũng có nhiều bạn á thì mình đã bị rồi, mình biết cái cảm nhận cảm giác của mình nó như thế nào, nó khó chịu và nó không có làm gì được hết á. Nợ trong cái cơ thể của mình mà mình bị một cái chút xíu gì nên nữa mình cũng thấy khó chịu, dù đứt tay nhỏ hay bị cái chạy xước gì là mình cũng thấy khó chịu rồi, nói chi là mình bị những cái bệnh này đó. Thì video của mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy đó. Ví dụ như mà các bạn mà không hiểu hay là không biết gì á thì comment bên dưới đi, thì mình sẽ chỉ hướng dẫn rõ ràng hơn, cận kẽ hơn cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mình làm video này á thì mình muốn chia sẻ lại những cái chút mà kinh nghiệm của mình khi mà mình biết, mình muốn chia sẻ lại cho các bạn để cho các bạn vui khỏe và có một cuộc sống tốt hơn với gia đình của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.